Con thấy mẹ con đứng ở cây sò ở đây nè, con thấy con chưa đóng cửa đâu. Mà mẹ con mất rồi, rồi ba con chưa có mất, chưa có đóng cửa đâu. Chính rồi con thấy mẹ con đứng chỗ cây sò. Rồi ba con đi chơi nó, rồi con đi theo nó, rồi con đóng cửa lại. Lần nào ba con cũng bị té, bị đè. Ba con nói đừng có đóng cửa, mẹ con đè ba con hoài à. Ba con không có sợ đâu, ba con ngủ rồi đó. Rồi con, rồi sáng sớm lên con nói ba con, nói con gặp mẹ. Rồi ba con không có tin đâu, ba con tưởng con nó sợ con à. Ở mà 4 ngày nó chết rồi à, mới lại ở 4 ngày thôi. À là chị lại đó ở với mẹ 4 ngày. Rồi đầu gặp nạn. Bé nặng lắm. Thấy. Con ba công rồi. À xe này á hả? Hàng ngày ba đi làm á hả? Dạ. Nó lộn rồi tới mấy vòng. Bé lâu rồi máu rồi bể ở sau này. Trời bể đằng sau này luôn. Bể. Bất tỉnh luôn rồi. Bể bất tỉnh luôn không hay. Nó mất trên cái lộ này luôn. Đây cái lộ mất này. Mất trên cái lộ này luôn. Quá luôn. Thấy gì mà nó bể nó. Nó bể. Hồi vợ nó kìa mới khổ hơn nó nữa. Chú ơi, đẻ xe ngắm vậy chở giống cái khúc củi gì đó, không có gì đắp hết trơn. Xe không chở. Hồi mưa. Trời mưa nữa. Trời chở, mưa. Chở, ừ, chở, hồi giờ ca đi á cũng trời mẹ mưa. Chết đi còn ba đứa con. Ví dụ cũng mẹ cũng như thế này. Mà chưa hết buồn nữa thì bây giờ lại tới ba. Lại đưa ba đi nữa. Trời ơi trời. Gần hết rồi đốt. Anh chị để cho cái linh hồn của cha chị 37 anh 38 ha. Hai mấy tuổi rất là trẻ ba đứa nhỏ đưa chú cho rồi được không cháy rồi đó đem cây ngửi cây bây giờ thì hôm nay thì đến đây cũng như là chờ duyên Mạnh Thường Quân cũng như là thay mặt quý khán giả quý Mạnh Thường Quân thì em cũng xin phép thắp cho anh chị một nén hương để gửi một lời chia buồn đến gia đình, cũng cầu mong linh hồn của anh chị được an nghỉ và siêu thoát. Ông cha không mẹ con một cười đó. Dạ, em xin phép anh chị thắp một nén hương mong linh hồn của anh chị nhà cửa nè nó lủng lủng lỗ nè nhà con ở lủng lỗ gì đó con nó có bằng hả? Dạ không đó giờ gì đó hả? Dạ trời ơi cứ lủng lỗ vậy nè nhà nói chung là nhà của anh chị rất là hẹp luôn chọc nhưng mà để cái quan tài á phải để ngang cái phải để ngang đáng lý ra là người ta để xuôi ha còn chọc quá ha cô ha còn để cái gì ở đó mà sao mà để bít về đường ra vô đâu trong giờ nó chết băng nó dạ. Trong cái gì cô băng à hồi giờ nó chết mà không được mua đi giờ mình mua đi cho một bông đó. À, đồ đó là chuẩn bị đồ đi mang đi theo cái tập đi chùa theo cái chùa tập giống như tụng kinh để đem theo tụng kinh đi đẳng rồi ta đốt đồ gồm cái ta đem cái đồ đó vô chùa gửi theo cho chị luôn cho vợ hai chồng luôn cho hai vợ chồng dạ. Rồi nó con mẹ con ngoại đó hả con ngoại cứng đó ngoại đó đó hả con bà ngoại bà ngoại rồi nó quen ở đây rồi nó đâu theo ngoại đâu ngoại ơi vô con hỏi thăm xíu ngoại mày ngồi đây nè ngồi với bé nè ngoại nhìn đau lòng quá ngoại cô ơi là chị mất hơn một tháng rồi dạ là lúc đó là ở trên trển hả cô con nghe nói là mất mà không hay luôn đi chơi bốn ngày thôi dạ đi chơi thêm nước ngập giật chết luôn trời ơi lúc đó bị giật kinh phong rồi té xuống nước nhà của cô sao nước còn nhiều vậy cô hồi trên đó tôi ẩm mình ơn tôi la là không có ai là nghe nhà cô ở đâu lắm cô nhà cô dòng me gần đây không cô dòng me chưa tới dòng me là sao kiểm
quá kiệm, quá kiệm chút thôi. Ủa vậy lúc đó là chắc chiều hay chắc nào mà không hay hay cho vậy cô? Ở đó là đông nhà không cô mà nhà tôi đi mất à? Nhà tôi đi con đi đi đại đại là tôi lo la bài ta con cực đừng đi đừng có đi đại trong nhà đi không chịu à, đi ra ngoài đi vệ sinh rồi cái là bị té xuống giật cái té là mất luôn chết luôn rồi cô không thấy, rồi cô đi ra cô tìm cô tìm nghe nó nổi lên luôn hả cô? Nổi mình thấy hay là nổi lên luôn. Lúc đó rồi có cô kêu hàng xóm nhưng không ai nghe, một mình cô bế vô luôn kêu ai la mà nghe ẩm ba người lên cái đó mình kêu bằng giật kinh phong hả cô? Giật ví dụ như không có nước thì chắc mấy là năm chị cũng không có mất đâu đúng không? Giật mấy năm rồi mẹ, cái đó mẹ ơi rất là nguy hiểm, con không có lợi ở mẹ ở 4 ngày nó chết rồi. Mới lợi ở 4 ngày thôi à, là chị lợi đó ở với mẹ 4 ngày rồi đầu gặp nạn mẹ đừng ra đi đâu hết á. Dạ nuôi nước ngập á mẹ con đi sốc nước chết mình bỏ đó, mẹ đâu có dám là tiếp cận nước đâu. Nhiều khi giật là ngã xuống rồi bệnh nó gấp xuống rồi không rất là nguy hiểm. Chắc cái đó là như lúc mà té xuống là bị ngập nước luôn, như cái vụ mà té cầu cá cha đó. Đúng rồi, thì cũng bị bệnh đó, anh đó anh cũng bị bệnh đó, té xuống rồi đâu có dùng dãy nổi đâu, nước mà nó lớn hơn ta vậy. Trời ơi đi mình ơn không ơi dắt con đi đâu tội nghiệp. Ba đứa nhỏ mới mất mẹ xong bây giờ cô hay cái tin mà cha mất nữa chắc cô cũng điến người luôn, hết hồn luôn. Tôi ẩm mình ơn ẩm không nổi. Dạ trong một tháng thôi mà bé là một cô cha rồi một tháng một mẹ, ba một ngày tháng mấy ngày thôi tháng mấy ngày. Một tháng ba ngày. Dạ tháng ba ngày bây giờ tới cha nhà đó, đây một cô cha nên vợ chết á ẩm con á chồng á ẩm con đi theo bằng ngoại. Dạ. Mẹ dạ. Ở ngoại ha, ở đi hai ngày con chết rồi, con dâu chết. Bây giờ bé nghỉ học rồi, gia đình có cách nào cho bé đi học không? Để bé nghỉ học tội bé quá, còn nhỏ quá giờ nghỉ học rồi. Nhà tôi cũng nghỉ nuôi cháu, không có mẹ, không có cha. Ba đứa ở nhà ba đứa không có cha không có mẹ hết trơn. Đã cái ngày bình thường á cha mẹ đi làm lụng cực khổ nuôi ba đứa nhỏ, mà khi mà giờ mất đi rồi ba đứa nhỏ không biết như thế nào cái cuộc sống về sau này. Rồi cô nuôi ba đứa còn ba đứa lớn hết luôn chơi gọi mà đi làm nuôi cô con nhỏ này, một đứa con dắt đi học. À vậy là bên nhà cô đã nuôi ba đứa, ba người. Dạ bên ngoài hả? Bên ngoài bên ngoài ba đứa, trước bên đó là ba đứa, bên bà nội. Rồi đó hồi đó giờ là ba bé này ở đây ở với nội. Dạ con nữa là con có muốn về bên ngoại không hay là con nhà nó con nhà nó con cũng như cha vậy? Đắp hương cho ba mẹ. Tại bé ở đây rồi đó giờ rồi. Đây đó giờ rồi nên là cũng quen ở đây rồi, đâu có đi được đâu. Ở gần bà nội cũng bánh tay bánh chân nè. Đau xót thôi nha. Bố thì ai sẽ lo cho mấy bé đây? Hôm nay thì phải có ai đó để mà lo cho bé đi học, giữ bé nhỏ. Dạ. Cháu nội ở quận 6. Dạ. Mẹ thấy vắng lắm. Mẹ con xa nhau. Dạ. Không phải nuôi. Dạ. Mà con xin chia buồn với cô nha. Xin chia buồn với cô nha cô. Cố gắng nè cô. Để ở đây. Sáng ai nấu cơm con ăn? Sáng con ăn cái gì? Sáng con ăn tí cơm.
À, ngồi tiểu rồi. Bé này con cơm chưa? À. Cũng ăn con. Rồi sáng nay ăn một tiếng cơm rồi. Ừ, ăn rồi. Rồi tối con ngủ ở đâu? Nhà con nè, con ngủ ở đâu? Không, ngủ nhà nội. À. Rồi chú con nằm ở đây nè để coi thích nhang, để thích nhang với đốt cháy. Ừ. Con xuống con đốt cho chứ. Đâu có ai lại đốt đâu, con lại con thắt lên con mình con đi đốt đó. À. Sợ. Trước con cũng thấy mẹ con đứng ở cây sồi ở đây nè, con thấy con chưa đóng cửa đâu, mà mẹ con mất rồi, rồi ba con chưa có mất, chưa có đóng cửa đâu. Chính rồi con thấy mẹ con đứng chỗ cây sồi. Ừ. Con thấy mẹ đứng. Dạ. Mà mẹ con kêu đi theo mẹ con. Trời ơi. Gì ghê vậy? Xây mặt vô trong tường luôn, coi con ngủ luôn. Cái gì mà kêu đi theo mẹ hả? Dạ, đứng chỗ cây sồi á. Con sợ chết, con quay mặt rồi con đi ngủ luôn. Rồi ba con kêu lên đóng cửa, con thấy thêm lần nữa. Ừ. Giác đó là khoảng mấy giờ con? 9 giờ, gần 10 giờ rồi. 10 giờ tối? Dạ, gần 10 giờ. Cái giờ đó, cái giờ đó là sợ lắm. Ghê lắm. Thấy mẹ kia đi, mẹ đi theo mày à? Dạ. Trời đất ơi. Ghê, ghê quá trời. Nó cục. Rồi con nói cái nữa này nè, nói con thấy mẹ con kêu con rồi nó nói đâu có tin đâu, rồi nó đi ra ngoài coi nó có thấy gì đâu. Ồ. Con thấy rồi nó đâu có thấy con đâu. Con sợ dữ không? Sợ. Ừ. Từ mẹ con mất đi con đâu có dám bỏ sao đâu. Ừ. Không dám ngủ bên nhà luôn. Dạ, đâu có dám bỏ sao đâu. Ờ, đi qua bên kia đó. Ừ. Một giờ đi qua bên kia nữa. Rồi con ở nhà mình con sợ con ba đứa em ở nhà ngủ đến sáng luôn á. Ừ. Từ 1 giờ đêm đến sáng. Ừ, thức luôn chứ không. Dạ. Dám ngủ luôn. Dạ. Ừ. Ngủ được xíu, ngủ được 12 giờ rồi đến 1 giờ nghỉ ngủ luôn. À. Thức luôn. Trời ơi. Rồi đứa nhỏ kia nó còn ngủ, nó không biết gì, con thì thức rồi. Thức đến 5 giờ sáng con mới ngủ tiếp. Ừ. Con nói rồi, con có nói với ba không? Dạ có, và ba con nó không tin. Ba con nó tưởng ta bật đèn lên á. Ừ. À, ba con nói chắc ánh đèn gì á. Dạ, rồi ba con kêu con đi mua đồ đi nhỏ này nè, nhỏ này đâu có thấy gì đâu. Con xây lên bầu trời đó, con tối nó 9 giờ nữa, xây lên trời nữa. Ừ. Không thấy bóng trắng của ai nữa. Ừ. Nó bay vòng vòng trên trời. Có bóng trắng hả? Dạ, nhưng mà con không biết cái gì nữa, nó bay lên trời rồi con xây xuống dưới, con nghĩ xây lên trên luôn, rồi con đi mua đồ cho ba con rồi chạy về nhanh nhanh. Bé thấy này giờ đó người ta đóng cửa nữa, đi kêu cửa người ta. Ừ, trời ơi. Dạ. Ừ. Rồi ba con đi chơi nó, rồi con đi theo nó, rồi con đóng cửa lại. Lần nào ba con cũng bị té, bị đè. Ba con nói đừng có đóng cửa, mẹ con đè ba con hoài à. Ủa, ở đây hả? Dạ. Ngủ ở đâu? Ở đây á hả? Dạ. Trời ơi, gì ghê vậy? Ừ. Con sợ không chết. Ba, nó có nói với nó. Thì còn trẻ quá cô, anh Linh lắm. À, mới có ba mấy tuổi. Ừ. Có nói với nội con không? Có nói với nội con không? Không. Con nói cho ba con mà ba con tưởng là con nó xạo. Ừ, ba không có tin ha. Dạ. Lúc ba đi đè rồi ba mới lúc đó ba mới sợ hả? Ba con không có sợ đâu, ba con ngủ rồi đó. Rồi sáng sớm lên con nói ba con nói con gặp mẹ, rồi ba con đâu có tin đâu, ba con tưởng con nó xạo không à. Ừ. Rồi ba con đi qua bên kia đi ăn hủ tiếu gì đó. Ừ. Rồi con ở nhà ba đứa, rồi nhỏ đi trốn đi chỗ ba con chơi. Ừ. Nó dẫn đứa nhỏ đi theo. Rồi. Hồi trước ơi, đứa nhỏ kia bị ba con đè đó, hơi lâu sau nó nhảy xuống kịp, ba con té xe đó. Ừ. Không, té trước ở đây này chưa bị gì đâu. Đưa té nhẹ. Dạ, té chỉ trúng đầu gối xíu rồi đứa kia nó nhảy xuống rồi. Ôi là không sao mà nó chạy. Ừ. Vô nhà con thì đang đạp xe đạp lại đó. Ừ. Rồi lúc đó bị té hết một lần rồi. Dạ, té 3-4 lần á. Ờ, té 3-4 lần luôn. Dạ, chân mà trúng đầu gối à, không có sao đâu. Ừ. Có lần trúng chỗ này luôn. Có đợt này là nặng. Dạ. Đợt này là nặng nhất. Dạ. Ừ. Nào lần với trời. Rồi lúc đó con sợ tôi con không dám đi ra ngoài luôn hả? Dạ. Rồi mấy hôm nay con có thấy nữa không? Dạ không.
Con chỉ thấy có được hai lần à, con hết thấy à. Nghĩa là mẹ con nhớ con về thăm vậy thôi chứ. Mẹ về thăm, mẹ về thăm con thôi. Tại mẹ thương mà chứ đâu phải gì đâu. Lúc đó con sợ chứ luôn. Ờ, con sợ ha. Dạ. Rồi đêm nay con ngủ con nắm mền trên đầu. Con dái đi, tối ngủ con dái, niệm Phật. Cái lúc đó mẹ con kêu con sập. Mẹ con nói đi theo mẹ nè, mẹ dẫn con đi theo mẹ đi nhà, đi chở ông ngoại con chơi. Lúc đó ông ngoại con mất trước rồi đó. Trời ơi, ngoại mất rồi. Mẹ con còn trẻ đó. Dạ. Yeah. Chưa sinh tụi con ra đâu, chưa có lấy chồng luôn. Rồi ông ngoại con mất, rồi đến mẹ con lớn lên mẹ con lấy chồng xong sinh tụi con ra, rồi mẹ từ từ rồi đi nhà ngoại đó mới bị vậy đó, rồi kêu con đi theo đi chỗ ông ngoại chơi đó. Thôi đi theo gặp ông ngoại rủ con đi lên ông ngoại chơi. Dạ. Trời ơi, ghê vậy. Nghe sợ. Lúc đó con sợ lắm, rồi con đi vô ngủ luôn, đóng cửa xong chạy vô ngủ luôn. Thôi chú nghe con nói mà ốc á chú nổi vậy. Con lại con đốt với đưa tiền cho mẹ đi. Con lại đây ngồi đốt tiền cho mẹ đi mai. Nhưng mà thấy sự thật thì mới nói. Chung quýnh đập rồi. Quay đây nè con ngồi quay ra. Con gái có đốt không? Lại đốt không? Đốt cho mẹ đi. Chị chế ngồi xích qua. Khi chị quá trẻ đi. Cũng như là còn hơi luôn biến á. Mình cầu nguyện cho anh chị được an nghỉ ha, và phù hộ cho mấy đứa nhỏ. Giờ thương nhất là mấy đứa nhỏ nè cả nhà. Nhà này tính ra chật quá nên phải để anh nằm ngang. Cái đường đi kìa nè, còn không có luôn. Đường vô cửa buồn là vô được. Cái nhà này có sao? Hai em biết cũng lâu rồi ha. Rồi đường đây con. Nhà đó nè, có đường vô. Quá trời, cái lỗ. Mấy nhà đang thấp. Tất lâu rồi hả con hả? Lâu rồi, đi ăn dưới. À, bắt ăn về, bắt ăn nhà được cái này. Con nói con đốt con với cha mẹ ăn nghỉ đi. Con ở lại con lo cho mấy đứa em nha. Dạ. Đừng có lo, mấy con sẽ lo cho mấy đứa em, cho cha mẹ an lòng với con. Đây cũng là một sự nghiệp rất là thành công đó. Con mong là ai gì đạo Phật, ông chị an nghỉ, anh chị an nghỉ. Hôm nay thì tụi em cũng đến đây để chờ duyên mình thành quân, cũng hy vọng thì kết nối được với nhau tâm để giúp cho ba bé. Cũng mong quý khán giả thì cũng xem và cũng ủng hộ anh em để lan rộng cái video để như là đến tay quý nhau tâm để giúp cho ba bé trong cái thời gian sau này nha cả nhà. Ba bé nhỏ, chú vừa sinh ra này. Tôi tháng mấy ngày. Ta kiếm chuột. Cái gì sao không có gì? Có giường hả? Không có nhà sao luôn hả con? Chỗ đâu mà nấu á? Chỗ đâu mà nấu ăn con? Nấu ăn ở đâu? Ăn chỗ tách kẹt, chỗ tách trái chút đó. Vì là có cái buồn không con? Không có buồn hả? Không có buồn, không có. Lấy cái giải che khúc nó lại nấu cơm, mấy chỗ nó nấu cơm thấy đủ. Dạ. Dạ. Lắc từ từ, hình như lăn lên. Không thấy có cái gỗ rồi đựng có mấy cái chén gì đó. Có mấy cái chén à. Trần nào ăn cơm ăn thì mấy đứa nhỏ chạy đi nhà rồi lấy muỗng lấy chén. Dạ. Cuộc sống là của chị khổ ghê.
Anh thì đi làm ngày nào thì ăn ngày đó. Thôi được rồi con. Nóng ngồi nóng. Ơi trời. Tiếp. Mấy đứa nhỏ này chắc thiếu thốn lắm mà còn hả? Đi học một bữa gì cha mẹ cho là có 10 ngàn ở người ta đó. Dạ. 10 ngàn cho ăn bánh này kia thôi. 10 ngàn ăn bánh. Giờ mình có một chuyện hôn nghèo không con? Một nghèo á nó không cho, không cho á. Không cho? À. Không. Cái nhà đó thì trước nó đi ở đợi người ta. Cái nhà đó ở... đi... coi xú cho ừ. Ta nó hai vợ chồng nhà vậy nó cho nhà cho nhà dạ. Không gì thì ráng xin cái nhà cho con cũng con dạ là anh chị là phải có nghèo ha. Ừ đúng rồi có ở còn nghèo đang không cho nghèo có hết miếng có đụng hết giống hào có con để lãnh tiền để sao con nghe nói cái Khmer của mình á cái dân tộc Khmer là được ưu tiên lắm á cô tại địa phương mình ở đây à nó không cho dạ con muốn xong rồi kết thường là cho gạo là cho cái này cái cho gạo mà không có đâu có đâu cho anh đó lâu lâu mới cho lần thôi chứ con thấy mấy huyện khác cũng như là với nhà nước ủy ban đồ tao rất là ưu tiên cho dân tộc Khmer không có luôn dạ. Không có gì hết luôn ở đây không biết sao ở chùa Cơ Chu lâu lâu có một lần đi đây nhận thi hả cho nó đi cho thì coi nhà gì đó cho người nào nhầm khi có người nhà bà con không con chưa có cái nhà gì á bà con nhà ở sao này chú dòm thấy gắt hết chưa không có cái gì hết không thấy nhà con tới bên đây đó nhưng mình sập thấy không có mà mình thấy ta cũng tội nghiệp lắm chú ơi dạ không có cái chỗ đi hết trơn á cái chùa là gần đây không khô hả cái chùa gần đây không chùa gần đây à chỗ lập quả dạ ngày mai là mình quả tán là ở đó hả cô mới 8:30 á đi rồi dạ mới 8 giờ đi đi Điều, xong rồi đem về thờ không anh ta giờ giống ta có xe người ta ra xe dùng thấy nó đi nhầm nhầm khi hơi dậy đó kìa mưa áo mưa xe thì không thấy nghèo không thấy ta dùng đưa đi đi dạ mưa đi không à bây giờ nó tính dậy đem xe ta có ta lại dùng đi bằng xe dạ chạy máy gì đây thường quá mình không có tiền đến xe có thay người dạ. Ủa cô rồi cô ở bên đó có ở chung với ai nữa không cô? Tôi còn ổng với ổng ba đứa ổng già kia ổng ngồi kia ổng với ổng lên máu sách đó. Cô cũng bệnh lên máu. Rồi ở với ai nữa không? Không. Hay là nóng con cởi đồ đi mới cởi ra đi cởi ra chút đi cho mát. Dạ. Nó nóng. Cởi ra đi con cho nó đỡ hồng. Sau này á, thì ba đứa bé này cũng phải nhờ tới hồng, cô như là chăm sóc. Đây nó nóng rồi. Mà cởi ra đi ở chút đi mặc vô con. Cũng mong là để nóng. Cô cũng như là ở nhà tạo cái điều kiện á để cho bé lớn đi học của cô. Làm sao mà cho bé đi học được, cô giữ bé nhỏ không được. Chứ cái tuổi này chứ để cho nó nghỉ học cái tội nó quá. Thì tạm thời trong cái lúc này thì ba mẹ ba mất á thì có thể mình đi học lại trẻ cũng được chứ để nghỉ lâu quá thì bé thua bạn bè á. Cho đi học đi cô. Đi học là cả bé nó ngoan quá trời luôn. Bé nó đi học nó chiều quá. Nó ngoan quá. Đi học cho cô nó ở gần nhà cái chung dạy nó bé. Không có cái mà chú đến có gạo mà không có bánh. Thì đó. Ừ. Ngoan quá gắng cho đi học. Mai mốt mà biết cái chữ rồi là được lương cao quá cô. Giờ cũng như gán cũng như mình không có khả năng mình gán cho học tới cái lớp 9 cũng được phải không? Chứ giờ bé mới học tới lớp 5 mà nghỉ thì quá uổng luôn. Học tới lớp 5 bé này bây giờ nghỉ ở nhà có em cho rồi, ở nhà chị ở gần đây thì chị mình cũng tạo cái điều kiện á. Tạo điều kiện cho bé đi học. Chứ cái tuổi bé quá nhỏ thôi. Học để có gì tao cũng có tương lai cho bé nhỏ cũng đỡ. Chứ giờ mà nghỉ ngang rồi sau này cái tương lai mịt mù. Dạ. Thì dù con đi học con chở em đi được không? Đâu có xe mà không có gì hết. Xe đạp á. Bé biết xe đạp biết bé biết đạp xe không? Biết không có xe đạp. Không có xe. Xe đạp thì chưa. Mong là khi mà đăng tải video bà ủng hộ cho con mua xe đạp ha cho con đi học. Thì kệ đi giờ ba mất thì mình học trễ vài hôm.
hy vọng, rất là hy vọng của nhà hậu tâm thương mấy bé, tạo điều kiện cho bé đi học đó cả nhà. Chứ giờ bé là muốn nghỉ ở nhà để chăm em, thương quá. Có khi đi học á, bé có thể là gặp bạn bè này kia vui hơn là giống như cho ở nhà là nhìn ba mẹ hơi buồn, nhớ buồn lắm. Nghe nói quá. Bé cũng ham học á. Ừ. Nó ham học á. Giờ nó bắt xe. Nhầm khi đi năm nay là lớp 6 rồi. Dạ ta đi nhầm khi ta chở người khác. Hôm nay là lên lớp mấy chị? 6. Lớp 5. Lớp 5 hả? Mai lớp 5 đó. Lớp 5 là chuyển trường ha, chuyển trường. Dạ. Đi lập là nhưng mà không có xe, bé nghỉ. Ờ. Với lại nhà không có điều kiện á. Dạ. Nghỉ để nhường cho em đi học. Em học lớp 2 thì học bên đây. Dạ. Cái lạc quà là mình đi ngược lại. Dạ, mà đi ngược thẳng đây, đi thẳng á, ở trường á. Đi thẳng đây, mình đi hướng này vậy được không? Họ mình đi hướng kia. Kìa. Xa quá. Nói giờ mấy bạn đi học rồi kìa. Thấy không? Bạn còn hả? Thấy chị? Chắc chị. Lớp lớn hơn chị, mấy chị đúng không? Ừ, thấy bự hơn. Ừ, cố gắng nha con, đừng có khóc nữa. Cho cha mẹ an lòng. Chứ giờ cha mẹ cũng đi rồi, nên là con có... con buồn nhiều quá thì ba mẹ cũng đâu có sống lại được đâu, nên là gán gán ăn uống rồi người ngoan rồi lo cho mấy đứa em nha, gán trong em nha, đừng có bỏ em nha. Ừ. Còn nhỏ em cũng chưa biết nói chuyện con bây giờ đi chỗ ba con chơi hoài à. Ai đòi đi đi đâu? Đi chỗ ba con chơi, đi kiếm ba, đi theo ba chơi. Dạ. Con đánh con cho lúc mà chưa lúc mà ba con sắp sẽ bị té xe đó. Ừ. Nó đòi đi theo nó nhưng mà con nói nó không cho đi, rồi nó khóc, nó lên nó khóc. Nếu mà đi theo ba mà lỡ té rồi có gì nữa lại khổ nữa, thấy chưa? Đúng không? Cứ nhỏ nó khóc hoài. Cứ đòi đi theo ba không à. Rồi theo ba chơi. Con nó đi đâu đó, cho con ở nhà nó dắt đi. Dạ. Dắt con ba đi về bởi vì xui rủi mình đâu có biết, đâu ai biết trước được cái gì đâu trời. Những đoạn đường mà nó cong queo vậy mà trong quê mà sao mà té tới mức độ mà bể đầu. Bể mà lớn. Trời ơi. Vậy là trúng vào cục đá rồi. Là nón bảo hiểm còn chị? Còn đội nón bảo hiểm à? Không có đội nón. À. Ba con chạy xe lộn mèo tới 3 lần. Làm sao? Lộn mèo tới 3 lần. Dạ. Chạy xe lộn mèo tới 3 lần bị té đó. Trời ơi. Người ta nhìn thấy, người ta nói. Bây lộn mèo bể đầu. Trời ơi. Mà lúc mà chồng chứ chồng em ta sợ xe, lúc mà chồng em đi chở thì thấy nằm sắp mặt xuống hết rồi. Mặt. Xe ba con bể nhiều không? Bể chở cái cổ rồi hơi gãy cái kia á. Bây giờ con chạy được không? Dạ con không nó chạy cũng được á. Con chạy được còn xăng nhưng mà nó bể số nó bị gãy số rồi. Đâu xe ba con nào dắt vô mấy chú ra coi kìa, đi mình đi ngoài cho mát hả con. Dắt mấy chú đi. Mình gãy nè. Này giờ không có bánh rồi, mà biết mua bánh cho mấy đứa nhỏ. Cả nhà, người phiên trước đây hôm nay thì cũng thấy có rất là ít người thân đến nè, hàng xóm đến không về hết cô ha. Mẹ ông ta đi làm hết rồi chú. Dạ. Nhằm khi mỗi ngày kéo con. Dạ. 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 Thấy cái xe. Này phía bên này. Chỗ trước chỗ người ta sửa xe. Đây xe đây. Dạ. Lúc đó nhiều người thấy cha con này té nặng lắm. Thấy. Con ba công hết rồi. À, xe này á hả? Hằng ngày ba đi làm á hả? Dạ. Nói lộn là tới mấy vòng? Ba vòng, nãy nó dọn 2-3 vòng luôn không con? Dạ. Ừ. Xe này mà lộn mấy vòng luôn trời ơi. Con nói gãy cái gì con? Gãy cái gì? Trời ơi. Cái này nè. Sao? Cái này nè. Gãy cần số. Đây cả nhà nhìn này. Cần số là gãy luôn nè. Chẳng ba cong con. Xe bị cong. Ừ. Cong luôn chẳng ba luôn anh. Kinh hồn của nhà. Cái xe này thì chạy đâu có được nhanh đâu. Xe chạy chậm. Chạy chậm lắm. Chạy đâu có nhanh đâu mà tới nổi. Lúc ba con chở tụi con là chạy nhanh lắm. Chạy nhanh lắm hả? Dạ. Chắc làm về chạy riết về quá. Chắc sợ mấy đứa con ở nhà.
Thôi vô vô đứng con, vô vô đứng. Chạy chạy gấp rồi, chạy ở phía sau là nhà kìa, cũng có nhà của mọi người ở sau nữa kìa. Cái nhà giống vậy ha. Cái nhà nhìn kìa. Ba cái nhà giống hệt nhau luôn kìa. Đây là bụi tre. Chưa mới bà con ở đây nhà cũng sập sụi. Hai nhà cũng khó khăn đó nè, cả nhà nhìn nè. Cặp bên vách bà chị chia sẻ nãy giờ thì cũng nhà lá. Nhà lá. Đây nhà của ba bé đây. Để mai. Mai mộng mơ hả? Mai mộng mơ. Mai mộng mơ. Ba đứa con đặt mai mộng mơ. Có thấy bé Mai thì cũng lanh. Có bé Mai là lớn nhất mới biết. Dạ. Ta kêu chị đi đứng này, kêu chị bằng gì? Mai kêu chị bằng gì? Bằng gì? À gì? À là em của mẹ. Em. À, rồi. Em có anh thì là em chồng. À em dâu. À, em dâu. Em dâu. Em dâu. Rồi. Anh đó là anh chồng. Nhà chị sát bên ha. Rồi là mái lá. Mái lá. Mái lá cho mát hay sao? Không có điều kiện ha. Đi làm đây là cưới. Dạ. Cái nhà đó gì là ở tạm. Em ra anh thấy cái chiếc xe mà dạ. Cũ quá, cũ luôn rồi đó chị. Nó cong đó chị. Đụng té chắc là không thấy nặng lắm á. Nó cong nhảy trong số luôn. Không chẳng ba. Xe đó từ con nhỏ ba con chạy xe đó hoài à. Từ lúc con nhỏ tới giờ là xe đó. Để chở mấy đứa nhỏ này đi. Bé nói là ba chạy chạy hoài xe đó hả? Dạ. Từ nhỏ luôn. Ồ con. Hồi đó giờ có một chiếc xe đó thôi, cứ đi làm thôi. Rồi. Giờ ba mất rồi ai chạy xe nữa đâu. Xe cũng hư rồi, chú con kêu đem đi bán cho cha. À, xe cũng hư rồi. Dạ. Chú tính kêu bán cho cha luôn. Dạ. Bây giờ nếu mà bán nào cũng hơi khó. Giờ lúc mình bán cỏ thì chị bán cỏ. Cũng cũ kỹ rồi, cũ quá rồi, con có chạy rất là nguy hiểm. Con có cái lời nào muốn gửi đến những cô chú mình không? Con có cái mong muốn gì không? Có. Mấy chú mạnh thường quân đã lại xuống tới nhà con là giúp đỡ cho con này kia để đi. Con có mong muốn gì con nói chú nghe. Con muốn nói trong bàn để con được gặp ba mẹ con lần cuối. Sao con nói lớn rồi chú nghe coi. Con muốn gặp ba mẹ con lần cuối. Trời ơi. Sao mà con gặp được? Con muốn gặp được chú đâu. Ví dụ gì cũng ba con cũng đã mất rồi. Bé nhớ, bé giống như bé thương ba mẹ, bé nhớ ba mẹ nhiều quá, bé muốn là giống như gặp một lần đó. Mà con có biết là cái điều của con là khó lắm không con? Bây giờ là rất là khó. Tại vì ba mẹ mất rồi sao mà gặp lại được? Dù chỉ một lần thôi. Nghe bé nói là không gặp ba mẹ một lần. Tại vì khi mà ba mẹ có bé qua đời, bé cũng chưa thấy mặt được. Khi mà ba mẹ mất rồi bé không thấy. Ba về đây thì ba cũng như giống như về đây là mất rồi đó. Mất rồi. Còn ít hơi thở thôi. Mẹ thì mất ở bên ngoài. Mẹ thì mất bên kia cũng không được gặp được mẹ, mà ba mất cũng không gặp được ba. Một số mấy đứa bé này cũng đáng thương. Còn nghiệp gì đâu cả nhà. Bởi vì bé mới có mong muốn là gặp ai mẹ một cố gắng lên này con, cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Giờ tùy của con thôi, con mạnh mẽ lên để lo cho mấy đứa em, gắng. Con cảm ơn ông bà ha, cảm ơn ông bà đã gửi tiền cho gia đình mình ha. Dạ. Để lo hậu sự cho ba cũng như là cho mấy đứa con. Chú cũng rất là hy vọng vì mấy chú mà đăng tải lên thì được đến tay của quý nhà hảo tâm mà xem được thì thương mấy đứa con và giúp đỡ thêm để cho mấy đứa con có điều kiện để tiếp tục đến trường cũng như là lo cho mấy đứa em ha. Dạ. Cố gắng lên đi con. Xin chào con nha. Đây trong nhà đây. Vô nhà cái nữa. Trước khi mà rồi chúng mình nha. Trước khi mà kết thúc video thì em cũng chia sẻ chút phía bên trong thôi nha. Ở đây căn nhà của gia đình đây. Nhà anh kia nhà của bà mẹ. Bên kia nhà lá luôn kìa, cái nhà nhìn đây.
nhà nhìn cái hàng ba nè, cái hàng ba cái nhà nhìn đây nè. Đất không ha? Đất lỗ lỗ chứ không được bằng nữa. Cái này lúc trước là hai là anh đi làm tiện là xây được cái khung tường thôi. Chứ thật ra là xây gạch thôi chứ không có được tô. Phải còn thêm một thứ tô. Cũng như là cái khả năng của anh tới đây thôi. Và cả nhà thì mới vừa rồi thì em cũng vào như là thay mặt quý nhà hảo tâm với mình Hùng Quân gửi lời chia buồn đến gia đình, bên cạnh đó thì cũng trợ duyên từ quý nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình của ba bé để có thêm cái chi phí để lo hậu sự cho ba mẹ của hai ba bé cả nhà. Đó thì qua video thì em cũng một lần nữa xin cảm ơn quý nhà hảo tâm với mình Hùng Quân rất là nhiều. Và thì bây giờ cho phép em tạm khép video này ở đây cũng như là hẹn gặp lại quý khán giả, quý mình Hùng Quân trong những video tiếp theo ha. Em xin cảm ơn cũng như là xin chào ạ.